cái gì vậy? Trời ơi, vậy sao ngủ hoài vậy? Trời, ông biết hôm qua tôi nhờ ông, sao bây giờ ông quên rồi? Ủa nhờ gì? Trời ơi mấy bạn ơi, tôi đang ngủ mà tự nhiên Sammy nhào vô kêu la sùm, tôi tưởng là cháy nhà hay gì, giật hết cả mình luôn. Mà khoan đã, mình phải chào các bạn fan đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai đấy các bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, rồi chào xong rồi đó. Bây giờ tới lượt Sam nè. Ủa Sam, bà kêu túi vậy? Trời ơi, hôm qua tôi nhờ ông quá trời giật, bây giờ ông ngủ quên luôn, ông ngủ ngáy to nhất cái nhà này luôn á. Ủa, tính ra là hôm qua tôi có nghe bà nhờ túi chuyện gì đâu. Chuyện gì? Rõ ràng tôi nói Mai Phong ơi, đem bẻ cam qua bên nhà Sim để giới thiệu, mà sao bây giờ ông quên vậy hả? Trời ơi, cái việc gọi là đem bé cam qua nhà Simmy giới thiệu thì bà đem nó đi chứ tôi hay... ok rồi, để tôi dẫn nó qua cho. Ok. Trời ơi bạn ơi, mỗi lần mà mình cãi nhau với Sammy á, bả chỉ cần rút cái cây súng ra cái thôi là mình sợ luôn bạn ơi, chứ mình mà không sợ là bả lấy cây súng mà bắn mình cái là người mình lủng mười mấy lỗ luôn á. Trời ơi. Ai, không biết giờ con cam nó có ngủ dậy chưa ta, để vô xem coi. Cam ơi, cam. Ủa trời, con cam đang nấu gì vậy ta? Ôi trời ơi, cam, tránh ra. Trời ơi, cam ơi là cam, con có biết là con gọi là con nít không? Con không thể nào mà đụng vô mấy cái bếp lửa này được, hiểu không? Ôi cam đang nấu gì vậy cam? Trời ơi, nhìn ngon quá vậy. Trời, cho xin miếng nha, để coi trong đây nấu gì đây. Cá bạn ơi, cá kìa. Ê cam, cho ba xin miếng nha. Ủa không cho hả? Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ á Sammy không cho mình ăn sáng, mình qua bên nhà bé cam mình xin bé cam con miếng đồ ăn thôi, cam cũng không cho mình luôn các bạn ơi. Trời ơi, tính ra là mình là người nuôi nó thì có nghĩa là mình là ba nó, vậy mà nó không cho mình đồ ăn các bạn ơi, đúng là gọi là bất hiếu. Mà thôi kệ đi, mình mà ăn hiếp nó là Sammy sẽ giết mình chết luôn á, cho nên thôi. Lâu tao nhịn mày lận nha mày. Thôi cam ơi, bây giờ anh nói cho cam nghe nè. Hồi nãy á chị Sammy có kêu gọi là anh qua đây dẫn bé cam qua bên nhà của chị Simmy để giới thiệu bé cam cho bé Mưa đó. Hôm nay cam có muốn qua gặp bé Mưa không? Muốn không? Muốn hả? Ok được rồi, vậy giờ anh sẽ dẫn cam qua gặp bé Mưa nha, chịu không? Ok rồi, được rồi. Trời ơi bạn ơi, mệt mỏi gì đâu á, có mỗi con mèo với con chó thôi mà cũng phải giới thiệu lên giới thiệu xuống, mệt ơi là mệt luôn. Mà khoan, mình phải kêu Sammy đi chung với mình nữa chứ, quên mất. Sam ơi, Sam. Rồi, sao? Nè, tôi kêu cam xong rồi nè, giờ xuống đây cam nó kiếm bà kìa. Trời. Tính ra Sammy xuống đây, còn bé cam nó leo lên trên kia chứ vậy. Xuống đây cam. Trời, cam ơi, xuống đây. Mình cực nha con. Woo, trời ơi, thấy không? Rồi ok. Bây giờ nè, Sammy với bé cam gọi là cùng với tôi qua bên nhà của Simmy để giới thiệu bé cam cho bé Mưa. Ok, đi. Ok. Trời ơi. Sáng sớm chưa ăn sáng gì hết trơn á mà bắt tôi chạy qua bên nhà này đến nhà nọ, mệt gì đâu luôn á trời. Ok, để qua bên nhà Sim coi, không biết Sim có nhà hay không đây. Simmy ơi, Simmy có nhà không? Ủa, ai giờ ra liền qua liền, trời, gãy cái cửa. Tôi xin lỗi nha. Ui, có bé mưa ở nhà nè. Sam. Chào anh Phong nè. Chào anh Phong đi nè. Trời ơi, bạn ơi. Mấy bạn ơi, bé Mưa dễ thương gì đâu á trời. Trời ơi, chứ con bé cam nhà mình sao thấy ghét ghê luôn các bạn. Trời ơi. Ok, thôi được rồi. Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè, bây giờ là Sam kêu con bé cam núp đi. Núp đi một tí nữa, xong đầu mình kêu con bé Mưa ra ngoài đây, xong cái mình kêu con bé cam nhào ra hù. Được không? Hợp lý á. Đang nói gì mà thú thí dữ vậy? Vui vậy? Đâu có gì đâu. Ủa mà khoan, hôm nay con bé Mưa rảnh không? Bé Mưa à? Rất là rảnh. Ra đây đi bé Mưa. Trời, ra đây, đây mà. Kêu bé Mưa ra đây. Ok. Bé Mưa. Ôi trời, chào kìa, nó chào tôi kìa. Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Đừng ngon lắm. Ok, Mưa ơi, Mưa, anh nói cho bé Mưa nghe nè. Hôm nay anh có một món quà này dành tặng cho bé Mưa. Bé Mưa có muốn thấy không? Trời ơi, Mưa có quà nè. Ôi, anh Phong quà cho bé Mưa. Muốn hả? Trời ơi, ok rồi. Simmy ơi, cho tôi mượn con bé Mưa xíu nha. Tôi tặng quà cho nó chứ không có gì đâu, yên tâm. Ok, tôi Mưa đi thăm Phong nè. Đó. Ra đây Mưa, ra đây. Đúng rồi, ra ngoài đây. Rồi. Ê cam. Ra ngoài đây. Nè. Bây giờ nha. Cam đứng ở đây. Cam đứng chỗ này nè, đứng chỗ này. Ok. Rồi ok. Mưa ơi, 1 2 đếm 1 2 3 là Mưa sẽ quay lại nha. Ok.
1, 2, 3. Quay lại. Xin giới thiệu Mưa, đây chính là bé Cam. Đừng sợ. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Ủa sao tự nhiên con bé cam nó gặp bé Mưa, xong bé Mưa con bé Mưa rồi. Khoan, Cam ơi. Cam ơi, con đứng im đó nha. Để anh vô anh xem. Ủa, trời, con bé Mưa nó chui vô trong toilet, nó trốn luôn rồi xem ơi. Trời, nó đâu rồi? Trời, nó trốn. Ủa đâu rồi? Ủa, trời, đâu rồi? Nó chui đâu ra vậy? Trời ơi, ủa, trời, kể cho khoan nghe hả? Có khi nào con bé Mưa nó chui vô trong cái bồn cầu luôn không? Trời, chết rồi. Trời, ủa mà khoan ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên con bé Mưa nó gặp con bé Cam, cái đầu nó sợ, nó chạy lum la vậy? Trời đất ơi, tôi quên kể luôn là bé Mưa cực kỳ sợ mèo, cực kỳ quá. Cái gì? Trời, nó gặp mèo nó chạy luôn, nó sợ lắm luôn á. Trời đất ơi. Bé Mưa sợ mèo. Rất là sợ mèo luôn. Chết rồi. Mấy bạn ơi, mình thấy có cái này nó sai sai nha. Tính ra là con bé Mưa nó là một con cún. Còn con bé Cam nó là con mèo. Mà bình thường thì mèo phải sợ cún, chứ làm sao mà có chuyện cún mà lại sợ mèo ta? Kỳ vậy ta? Vậy có nghĩa là con bé Mưa nó sợ bé Cam hả? Ủa? Thôi nó khóc rồi nè. Trời đất ơi, thôi đừng khóc nữa, xin lỗi em nha. Đây nó khóc rồi, kiểu sợ. Mấy bạn ơi, có trò vui rồi. Thôi đừng khóc rồi nha. Cam ơi, bạn đằng sau lưng kìa. Dí. Đuổi theo. Dí theo, đúng rồi. Trời. Ui, mấy bạn ơi. Vậy là có nghĩa là chạy. Ok bạn ơi, vậy có nghĩa là con bé Cam đã chiến thắng bé Mưa bạn ơi. Con bé Mưa sợ bé Cam lắm. Ok. Thôi được rồi Cam ơi. Chị xin lỗi. Trời, nó khóc, nó giận tôi bây giờ đấy. Nó khóc rồi kìa. Trời ơi. Mấy bạn ơi, bé Cam là thú cưng của mình, còn bé Mưa là thú cưng của Simmy. Mà bây giờ tự nhiên hai con bé Mưa nó lại sợ con bé Cam. Còn con bé Cam nó là thích chơi chung với bé Mưa. Vậy giờ sao đây ta? Chẳng lẽ bây giờ để hai con nó gọi là nó giận nhau ta? Mình phải tìm cách nào đó để giúp cho bé Mưa nó hết sợ bé Cam. Chứ không thôi bé Mưa nó cứ sợ bé Cam riết là không được, hiểu không? Ok. Trời ơi, bé Mưa nó xịn rồi nè. Trời đất ơi. Rồi xong mấy bạn ơi. Con bé Mưa nó xoay vòng tròn luôn. Ôi, tôi chỉ xin lỗi mà. Ôi, trời ơi, nó xịn rồi nè. Thôi được rồi, yên tâm. Thôi Cam ơi, đừng lại gần nữa. Thôi Cam ơi. Lên bên cạnh nha. Trời ơi, đó mấy bạn thấy không? Bé Cam cực kỳ thích chơi chung với bé Mưa, nhưng mà bé Mưa lại rất sợ bé Cam. Vậy giờ sao đây ta? Mình có cách. Ok. Cam ơi, bây giờ con chạy trong cái nhà là con trốn đi. Chạy vô trốn đi. Ok. Rồi ok bạn ơi. Bây giờ mình có cách để mình giúp cho bé Mưa hết sợ bé Cam mấy bạn ơi. Trời, ủa cái gì vậy? Trời. Không, tôi đá nhầm cục gạch, không có gì đâu. Tôi đá nhầm cục gạch à, không có gì đâu. Ê khoan, đâu. Hình như tôi mới vừa thấy con bé Mưa nó cầm cục gạch ống nó chọi đúng không? Không phải. Trời, con bé Mưa nó sợ bé Cam nổi mà cầm gạch ống nó chọi luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Ok. Thôi rồi. Bây giờ nha, mình có một cái cách này để mình giúp cho bé Mưa với bé Cam hết sợ nhau các bạn ơi. Đó chính là mình sẽ xây ra một cái chuồng. Sau đó mình sẽ kêu bé Mưa chui cái chuồng đó. Và mình đóng cửa, mình nhốt bé Mưa lại. Sau đó mình sẽ thả bé Cam vào. Đó, thì dần dần con bé Mưa nó ở chung với con bé Cam. Thì hai đứa bọn nó sẽ gọi là quen nhau luôn. Bọn nó hết giận nhau, hết sợ nhau các bạn ơi. Đó, cái đó là cách tốt nhất các bạn biết sao không? Bởi người ta thường nói rằng là chúng ta sợ cái gì thì chúng ta nên tiếp xúc với cái đó nhiều để chúng ta gọi là hết sợ cái đó, bạn hiểu không? Đó, cũng giống như là lúc nhỏ Phong rất là sợ ma luôn, nhưng mà Phong rất là hay coi phim ma, có cho nên là riết rồi Phong hết sợ ma luôn bạn ơi. Đó, bởi vì Phong coi phim ma để Phong biết rằng là con ma nó như thế nào, để Phong hết sợ ma luôn, mày thấy ghê không? Đó, cũng giống như là bạn nào mà lúc nhỏ mà mấy bạn không thích ăn rau á, thì khi mà mấy bạn bị ba mẹ gọi là ép ăn rau á, dần dần thì mấy bạn sẽ gọi là quen luôn cái việc ăn rau luôn, mấy bạn sẽ không sợ ăn rau nữa. Đó, rất là gọi là hay luôn nha. Bởi cho nên là bây giờ nè, mình sẽ ép bé Mưa phải gặp bé Cam, và bé Cam nó sẽ chơi chung với bé Mưa, và hai đứa gọi là gặp nhau thường xuyên thì hai đứa sẽ hết sợ nhau các bạn ơi. Đó, hợp lý chưa? Rồi ok, bây giờ là mình sẽ xây gọi là cái chuồng ở nha. Mình sẽ xây cái chuồng thật là to luôn bạn ơi, để có gì cho hai đứa nó chạy vòng vòng trong đây. Đó, xây cái chuồng thật không to luôn. Không chắc không vậy Phong, tôi thấy cái cách này nó hơi là lạ. Trời được ơi. Mà yên tâm đi, không sao đâu, yên tâm. Trong đây tôi gọi là sợ Cam vào xỉu luôn á. Sợ Cam nó xỉu, à quên, Mưa nó xỉu thì sao? Tôi sợ có nó xỉu á. Trời ơi,
cái gì đâu mà xỉu trời. Có một con mèo thôi, con cam cũng chỉ là con mèo thôi chứ phải là con sư tử đâu mà xỉu trời. Trời ơi trời. Ủa mà khoan, cũng có lý ha. Có khi nào mà nhốt con bé cam chung với con bé mưa, cái con bé mưa nó sợ quá, con bé mưa nó xỉu luôn không ta? Rồi, chắc không, chắc không đâu. Ok ok. Rồi để mình để cái cửa ở đây. À khoan, không cần để cửa đâu. Tí nữa mình kêu bọn nó vô xong mình đóng lại luôn là bọn nó sẽ không chạy ra ngoài được. À hợp lý hợp lý. À, ok. À. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua mình kêu bé mưa nha. À xem ơi. Xem. Tôi nói bà nghe nè, ra ngoài đây, tôi nói bà nghe nè. Mưa đợi một chút nha. Tôi có một cái cách này để giúp cho bé mưa hết sợ bé cam. Bà có muốn test thử không? Ủa chắc không, bé mưa sợ méo luôn á, sao mà làm được? Yên tâm, tôi mới nghĩ ra một cách này rất là hay, có thể giúp cho bé mưa không còn sợ bé cam nữa. Bây giờ bà cứ giao con bé mưa cho tôi đi, tôi sẽ làm cho bà coi. Ok mưa ơi. Ok mưa ơi. Mưa. Sao nó trốn vậy đó vậy? Ủa sao con mưa trốn nhà rồi? Mưa ơi. Nghe tôi tin tưởng rồi. Để tôi. Đây nè. Mưa ơi, lại đây tôi đang từ để mình gọi là dụ con nít là mình phải cho đồ ăn hiểu không? Bây giờ mình sẽ lấy thịt gà, đúng rồi. Thường gọi là cuốn rất là thích ăn thịt. Ok. Nè. Mưa ơi, mưa đi theo anh đi, anh sẽ cho mưa thịt gà, chịu không? Đó, ok chịu hả? Qua đây. Trời, sao mưa nó dễ dụ vậy? Qua đây. Đúng rồi, mấy đứa con nít dễ dụ lắm. Ok. Vô đây. Vô đây nè. Đúng rồi. Rồi ok. Bây giờ mưa đứng ở trong đây nha. Anh cho mưa thịt gà nè. Rồi mưa đứng ở đó nha. Mưa đứng ở đó nha. Đừng đi đâu hết nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình kêu bé Cam các bạn ơi. Cam ơi. Cam, qua đây Cam, qua đây. Qua đây nè. Ok. Bây giờ là anh sẽ giúp cho Cam gọi là gặp bé mưa ha. Ha. Tha hồ mà gọi là chọc luôn. Ok. Rồi qua đây. Ok. Qua đây, vô đây nè. Ông mua chắc không vậy? Quá. Ok. Ok. Rồi Cam. Bây giờ lại đụng con bé mưa đi, đụng bé mưa đi. Mưa ơi, nhìn ra đang sau lưng kìa con ơi, nhìn ra sau lưng kìa. Ồ, hai đứa đang chung một miếng thịt gà. Mưa ơi, em có sao không vậy? Mưa bị sang trầm tâm lý rồi. Con mưa bị sang trầm tâm lý. Mưa kìa, trời đi, bớt lùi bớt kìa. Mưa ơi, đúng rồi, dí theo. Đúng rồi, dí theo. Trời, con bé mưa bay lên trời luôn rồi. Rồi. Ủa? Okay vậy? Mưa đừng bỏ chị đi. Ủa mấy bạn ơi. Ủa mấy bạn ơi, kỳ quá vậy. Ủa tính ra là mình cho bé mưa với bé cam chơi chung nhau mà bé mưa sợ quá nổi mà bay lên trời luôn bạn ơi, rồi xong nó bay mất tiêu luôn. Ok bạn ơi. Thôi, mình nghĩ rằng cách này nó không hợp lý rồi các bạn ơi. Mình nghĩ rằng cái việc là cho bé Cam với bé Mưa chơi chung nhau rất là khó. Mấy bạn hãy nghĩ cho mình một cái cách nào đó để giúp cho bé Mưa hết sợ bé Cam nha. Chứ mình thấy bé Cam nó dí theo bé Mưa, còn bé Mưa nó cứ sợ bé Cam hoài thì không thể nào mà chơi chung nhau được đâu. Đó. Bây giờ cho nên là mấy bạn hãy comment những cái cách nào đó có thể giúp cho bé Mưa với bé Cam chơi chung nhau nha. Ok. Rồi. Rồi, mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thấy thích video này và thấy thích bé Mưa và bé Cam thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộp cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Ok, rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nói. Tạm biệt. Rồi okay, Cam ơi, tiếp tục dí bé Mưa đi Cam. Ok. Rồi, mình đi đây nha các bạn. Bye bye.